Vậy, muốn làm các bài thuyết trình có thể dùng những công thức như mọi khi. Một lần nữa, các công thức như tôi đã nói với các bạn trong một bài thuyết trình trước đây, chúng phải được biết đến. Sau đó, tùy bạn muốn chế biến theo tính cách của bạn và theo những gì bạn đang tìm kiếm. Trước hết, với những bài thuyết trình, bạn phải biết những gì bạn sẽ nói đến. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nếu bạn vào một lớp học, nếu bạn phải trình bày trước một hội đồng giám khảo mà bạn không biết phải nói gì, thì buổi giao tiếp của bạn coi như bằng không, sẽ không tốt một tí nào. Điều đó có nghĩa là bạn phải chuẩn bị trước để biết chính xác là những gì bạn sẽ nói và bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần. Bạn sẽ cần sắp xếp ý tưởng của mình để cấu trúc hóa được những ý tưởng của bạn. Bạn phải nghĩ đến những người mà bạn sẽ nói chuyện với. Điều đó rất là quan trọng. Khi ai đó yêu cầu bạn thuyết trình về một điều gì đó và quên nói cho bạn biết rằng đối tượng nghe sẽ là ai, điều đó có nghĩa là người đó không thật sự muốn giao tiếp. Muốn giao tiếp có nghĩa là phải thiết lập một kết nối giữa bạn và tôi, là thiết lập một kết nối chung. Đó là giao tiếp. Và không nhất thiết phải nói bằng lời. Khi bạn vào một phòng, bạn tạo kết nối với người khác. Và khi có một người yêu cầu bạn, này, bạn phải trình bày cái này. Bạn cần phải hỏi tiếp cho ai. Nếu người đó không cung cấp được cho bạn thông tin đó, thì bạn sẽ phải biết rằng người đó không thật sự muốn giao tiếp, chỉ muốn phát đi thông tin một chiều. Có nghĩa là mục tiêu chỉ là để nói đến một điều gì đó. Và việc khán giả sẽ nhớ thông tin đó hay không là một điều không được quan tâm đến. Vì vậy, khi bạn được yêu cầu đi thuyết trình, bạn phải hỏi cho ai. Bởi vì bạn phải biết là đối tượng là ai của bài thuyết trình, thì công việc giao tiếp của bạn mới đạt được hiệu quả. Tiếp theo là tạo ký ức. Ý đó có nghĩa là bạn sẽ phải dùng những thủ thuật nhằm đảm bảo rằng mọi người sẽ nhớ những điều quan trọng mà bạn muốn họ phải nhớ. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy ở bài pitch là bạn phải nói ngay khi bắt đầu tại sao bạn đang ở đây và khi kết thúc. Bạn phải nhấn mạnh những điều mà bạn muốn mọi người phải nhớ. Điều đó cho thấy bạn phải tập trung ở phần đầu và phần cuối của bài thuyết trình. Và đây là lúc mà mọi người sẽ nhớ anh ấy đã đến vì... Và đó cũng là lý do mà tại sao người ta hay nhắc đến những chờ đợi, những mục tiêu của sự giao tiếp. Và đằng sau đó là những gì mà mọi người phải nhớ từ bài thuyết trình này. Và từ đó, bạn phải làm sao mà mọi người sẽ nhớ lại những gì mà bạn muốn họ phải nhớ. Tiếp theo là bạn phải thực hành. Tôi sẽ qua slide này nhanh hơn bởi vì bạn phải thực hành. Ngay khi bạn đang ở một mình trên đường phố, bạn vẫn có thể học thuộc lòng một cái gì đó. Tuy nhiên, hãy coi chừng khi việc học thuộc lòng. Có những người học thuộc lòng để tự trấn an mình. Điều đó không có gì sai cả. Nhưng khi họ bị khi thuyết trình họ bị gián đoạn, họ cũng cơ mất tập trung và không biết nói gì nữa. Chính vì vậy, trước khi thuyết trình, bạn cần học thuộc lòng một số điểm cần phải nói đến, chứ không phải là học thuộc lòng một văn bản như một con vẹt. Và khi thuyết trình bạn bị gián đoạn, bạn sẽ hỏi, tự đặt câu hỏi là tôi đang ở đâu? Và phải bắt đầu lại từ đầu thì bạn mới có thể tiếp tục được. Điều đó thì không tốt lắm. Vì vậy, bạn phải thực hành. Bạn phải biết bạn là ai, bạn có thể dùng máy quay phim để quay phim lại, rồi bắt đầu đi hỏi ý kiến của người này người kia. Bạn không nên sợ hãi gì cả. Tuy nhiên, lại có những người sợ hãi vì việc thuyết trình không phải quá tự nhiên. Thế nhưng, biết trình bày là một kỹ thuật có thể thực hành và cải thiện được. Biết được điều đó là quan trọng. Bạn phải chắc chắn rằng là kiểm soát được môi trường mà bạn đang thực hiện giao tiếp. Bạn phải nắm vững các yếu tố kỹ thuật, bạn phải biết điều khiển máy tính, bạn phải chủ động trong cách sắp xếp bàn ghế trên sân khấu. Tất cả những yếu tố đó đều quan trọng. Bạn phải học cách biến đổi nỗi sợ hãi của mình. Ai cũng sợ, biết trình bày không nhất thiết là phải tự nhiên. Không ai học điều đó khi còn nhỏ. Nhưng tình hình này đang thay đổi và chúng ta cứ nhất thiết phải học. Đặc biệt là trong các nền văn hóa của chúng ta, Pháp và Việt Nam là những nền văn hóa văn học hơn. Chúng ta không nhất thiết là phải học cách tự giới thiệu bản thân mình. Cách nói chuyện thoải mái và học việc ở đó không nhất thiết là phải luôn luôn tốt. Không phải là trở thành một trải nghiệm tốt, đó là một người ăn nói khoa trương. Bạn có đồng ý với tôi, chúng ta hãy quay lại với vấn đề truyền thông. Vâng, bạn phải cẩn thận. Công cụ truyền thông là một công cụ quan trọng. Tôi luôn lấy ví dụ này. Bạn muốn có ảnh hưởng, bạn muốn mọi người lắng nghe bạn, hãy nghe tôi. Trong các khóa học giao tiếp, tôi hay nói với sinh viên rằng, trong cuộc sống, chúng ta đều gặp những người khiến chúng ta phải lắng nghe, trong khi họ thực sự không có một thông điệp gì cả. Họ chỉ nói sáo rỗng. Và cũng có rất nhiều người có nhiều điều để nói, nhưng chúng ta lại không thể lắng nghe họ, vì họ không biết cách truyền đạt thông điệp của họ. Bởi vì những người này có rất nhiều điều để nói,
hoặc họ ngại ngùng, hoặc họ ngại thể hiện bản thân. Và thật đáng tiếc khi bạn có điều gì để nói mà bạn không thể khắc phục được nỗi sợ hãi của mình, và bạn không thể truyền đạt được nội dung thú vị hơn so với những gì được truyền đạt bởi những người chỉ nói sáo rỗng. Tiếp theo, bạn phải có nhận thức về người khác. Nhận thức về người khác, đó là cách thông điệp của tôi được cảm nhận. Làm thế nào để thích ứng, làm thế nào để chú ý đến điều đó. Ở đây bạn phải tương tác, giao tiếp là tương tác. Cuối cùng, bạn hãy thoải mái. Những điều đó thường đi theo kinh nghiệm với sự thực hành. Việc được thoải mái khi đứng trước máy quay. Vậy, đây là điểm cuối cùng mà tôi muốn đề cập.